Tính đến nay đã gần một tháng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình. Sau một thời gian phát sóng, chương trình đã bước đầu đem lại hiệu quả, giúp học sinh củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Kể từ khi chương trình học trên truyền hình dành cho khối lớp 12 được phát sóng, em Nguyễn Minh Đức, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo chưa bỏ lỡ một bài giảng nào, bởi đây là giai đoạn quan trọng trong hành trình chuẩn bị kiến thức chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trong kỳ nghỉ dịch COVID này thì chúng em bị lỡ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Vì vậy, việc học trực tuyến có thể coi như là một giải pháp hiệu quả và tối ưu nhất để chúng em có thể bù đắp được những phần kiến thức bị mất cũng như là tiếp thu những kiến thức mới để kịp tiến độ của chương trình và kịp chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bài giảng các thầy cô thì theo như em thấy đều đã được biên soạn và chuẩn bị rất công phu, bài bản và tỉ mỉ, tương đối dễ hiểu. Sau gần một tháng triển khai, chương trình dạy học trên truyền hình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh trên toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh theo dõi các bài giảng trên sóng truyền hình Hưng Yên đạt trên 95%, số còn lại theo dõi trên các hạ tầng khác như YouTube, website. Thời gian nghỉ kéo dài không cho các cháu học thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sau năm học tới rất nhiều. Nhà trường và đài truyền hình tổ chức cháu học rất quý. Tôi tổ chức riêng cho cháu một chỗ học thật tốt, thật yên tĩnh và tổ chức nối mạng cho cháu học. Thời gian này, thời gian tạo điều kiện tối đa để cho các cháu học. Ngoài việc triển khai giảng dạy cho học sinh lớp 12, lớp 9, từ ngày 7 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng đã triển khai ghi hình và phát sóng các bài giảng thuộc khối lớp 5. Qua đó, đồng hành cùng học sinh cuối cấp đối phó với việc phải nghỉ học trong thời gian dài vì dịch COVID-19.